Giỏi hơn cả thiên à? Hả? Khách sạn
Chị nói đi, tên tuổi là gì? Mọi người đã thấy chị Hồng trở lại chưa? Nói to sẵn sàng nào thì hồn của chị nó mới về được. Con tên là Trần Thị Bé. Giờ chị ở đâu? Nghệ Tĩnh. Ở Nghĩa Đàn, Nghệ An. Nam Đàn, Nghệ An. Nghĩa Đàn, Nghệ An. Nghĩa Đàn, Nghệ An. Đúng rồi đấy. Từ nay nhá, yên tâm nhá, mà về không phải mất ngày, mất tuổi, mất tàu, mất xe, mất tiền để đi ra đây nữa, nghe chưa? Về mà chăm lo gia đình. Âm phần mồ mả nhà chị chả làm sao cả. Nhưng tổ tiên mạnh lẽo lắm. Ai người ta cứu chị? Về kêu cô nhá, bà cô tổ nhá. Xin cô dẫn dắt cho người thương con nhá. Thì cuối năm có hỷ. Chị nhớ chưa? Tôi nói những gì ở đây đều là được nhá. Thôi tôi nói chơi đâu. Thần thánh không biết nói chơi. Tôi đã nói rồi. Vải màn thưa không che được mắt thần thánh. Nói gì nhá? Từ chị A, chị B ở đây ai nhá? Tôi nhìn thấy hết đấy. Tôi không nói đâu. Tất cả là tự giác. Và nói với muôn dân nhé, ai chưa biết cách thờ tự và muốn biết âm phần tổ tiên mình ra sao, như thế nào nhá. Tại sao chồng con, gia đình, công ăn việc làm của mình nó không như mình nghĩ nhá? Thì tất cả anh chị đều đã đi đến chùa, đến đền, đến điện nhá, bị bọn vong tà của các thầy được chúng tôi chấm nhầm ghế nhá, hàng bao nhiêu năm nay nó vận hành, nó điều khiển đấy, nó vận hành ý từ não bộ này của anh chị này nhá. Tại sao có những người đang ngồi như này, mẹ ơi con thương mẹ lắm, đến tối lấy dao đâm chết mẹ luôn. Trời đất, con cái thế à? Mà mẹ bụng chửa vượt mặt như thế này. Đi vào viện nhờ bác sĩ. Hả? Tôi không muốn nói là ai. Thư đồng về tự nói nhá. Nhớ chưa? Biết ai chưa? Nếu như không có cô Chín ý nhá, còn lâu tôi mới thả ấy. Đừng có leo với chị của mình. Tôi đồng nhớ trẻ cả đấy. Các anh chị, trái với quy luật của đạo trời, sinh mệnh của đứa trẻ như thế, nó là những đứa trẻ vô danh, không tên, không tuổi, không nhà, không cửa, không nơi nương tựa, không miếng cơm manh áo, thì lấy đâu ra mà anh chị được sứa? Nó chả đi theo à? Nó chả oán à? Nó chả hấp à? Đã một lần, hai lần, đấy là mình lỡ lầm, mình không chủ bụng, hoặc là gì? Tắc lẽ gì ngộ, vô tình thì có thể được giảm nhẹ. Nhưng còn cái tâm mà chủ động ấy, không cứu được đâu. Thấy thầy hiền quá. Thầy nói năng nhẹ nhàng, thầy giúp nhiệt tình, không lời cảm ơn. Lại còn nói cái thằng thầy này, thầy đéo gì, trẻ như thế thầy đéo gì, giúp đéo gì, mong đéo gì. Tự bảo vào miệng chưa?
để mà cứu ấy, mới gọi là cứu dân đâu thế, chứ không phải như những thằng pháp sư, thằng trụ trì chùa, thằng được trông ghế cô cậu nhá. Ông hoàng nào trông ghế, quan nào trông ghế, chỉ có những tầng lớp thấp nhất là cô và cậu. Chỉ có mỗi việc truyền tải cho nhân dân nên làm gì, như thế nào không làm được, lợi dụng tiền bạc danh vọng ghế, chỉ cho người ta sai hết, hại người ta hết. Thầy thầy láo chưa? Đấy, là còn không chào mọi người chứng kiến nhá. Tôi không nói sai đúng không? Điện thoại vào đây không tắt. Đấy, thấy tôi nói thái độ láo, láo đi. Ghế cô à, các anh chị có múa dẻo như này được không? Hả? Có múa dẻo được không? Ừ? Toàn như một lũ điên. Hả? Toàn như một lũ điên ý. Hầu cái này. Để cúng cái bọn thủ nhang thủ đền, cúng làm gì? Tiền thẻ ai tiêu? 1.000-2.000. Chúng tôi còn cho ngay các chị hàng tấn tiền. Chị Liên có thấy không? Bản thân chị đây, về luôn đi khỏi
cả. Thầy đã tới đi làm sạch âm phần, đúng không? Làm lại nơi thờ tự cho các chị bằng pháp của tôi là để cho cái dòng họ, chính anh chị con cái dòng họ đấy được hưởng nhá những gì thiên định mệnh, chứ không phải là bắt buộc phải theo cả đời nhá. Nhà của anh chị chúng tôi lấy ngựa để làm gì? Trên thiên ý, tôi đầy ra tôi còn chả cần, huống chi ở dưới cái phàm trần tục tiếu dơ bẩn bẩn thỉu, lũ ngu dốt đã ngộ hết cả chưa hả? Bây giờ còn dám đến phủ không, dám đến đền không hả? Đền mẫu, đền quan, đền cô, đền cậu không? Còn dám dâng tiền lẻ không? Còn dám mang đi tân công đức ở chùa chiền cho bác thờ không? Mang riêng, mang nọ, mang kia, ô ấy bẩn thỉu lên mang không? Công đức để làm gì? Công đức để tôn tạo lại những cái nơi thờ tự đấy. Nhưng mà gì? Tất cả muôn dân đều lợi dụng buôn thần bán thánh. À, kinh chưa? Phu rồi. Bây giờ lại còn cái gì? Bùa mệnh nguất ở Thái Lan. Thầy ạ. Bùa cư mắc thông của Thái Lan. Kinh nhỉ? Ăn cũng không có. Láo chưa? Mua vé máy bay ngay cả vay nợ để đi sang Thái để thỉnh à? Thích thỉnh không? Hả? Quá loạn luôn. Lại còn bấm luôn trên phây bùa mẹ ngoắt 50k. Cả nhà nhanh chân hả? Ai bốc em? Sợ quá. Ồ, cô mà thong à? Không còn cái gì để loạn hơn nữa. Các đất nước khác còn đang nghề phá âm phần Việt Nam bằng các bùa hại xuất khẩu tâm linh. Chính xác. Đấy là gọi gì? Đấy là gọi một hình thức âm thịnh và dương suy, mọi người đã hiểu chưa? Dần dần nó trấn an vào những bộ não của mọi người. Không biết đâu là thật, đâu là giả, ai là chính và ai là đi lệch. Để mà chính được ấy, như thầy ở đây, như con của mẫu mà, khó lắm. Lệch một tí thôi, thấy cho lộc một tí sướng quá. Chả biết làm sao mà tiền nó rơi vào người. Ăn sung mặc sướng, biệt thự ở, tiền tiêu cả quyển không cần đếm. Coi người hại người không ra gì. Thế nào là lá lành đùm lá rách, rách ít thì đùm lá rách ít hơn. Tất cả bằng từ cái tâm. Ai muốn hỏi gì không? Ai muốn cứu gì không? Chị đấy. Chị muốn cứu thì chị lên đây. Để tôi giải âm binh cho chị. Chị thấy khổ chưa? Mọi người thấy mặt chị đã sáng đen xịt chưa? Mọi người biết cái bọn âm binh thì nó vận hành, nó ăn máu thịt của chị ấy bao nhiêu năm rồi? Đến cửa Phật là cửa Phật.
mẫu, hội đồng tứ phủ, không có con năm mơ. Nước sông ý thì không phải nước giếng. Phật ý còn dối chúng tôi nhiều, bị chúng tôi đẩy ải cơ mà. Các anh chị hiểu chưa? Miệng nam mô nhưng mà một bồ giao ngâm. Đấy là lối sống của con người Việt Nam. Chuyển đi đâu cả, đều là do thanh
con phải đánh bắt hết, nhưng mà họ thì còn cười con nhá. Thì cứ cười đi, ở đây không biết được thì thôi nhá, bụt chùa nhà không thiêng, láo xược. Láo phải người vương người vương đấy mẫu ạ. Chị không phải nói con biết hết nhá, ngay bây giờ, ngay tại đây tôi xem con láo không. Tôi dám chắc nhá, cái giọng nói này của tôi mà ở tận ngoài kia còn nghe thấy cơ. Nhưng ai mà đang bị vận hành ấy nhá, ghế cô ghế cầu ấy mà còn phải sợ chết khiếp kìa, không dám đến đây cơ. Cần gì phải đến đây làm gì? Đây như kiểu tòa nhà ma vậy. Con này sinh viên đấy. Sinh viên rồi. Gọi nó có biết gì không? Không ai đưa, không ai người thân người quen đưa nó về nhỉ? Bạn nói kìa, bạn kìa. Ai đưa nhỉ? Đông người nhà nó đâu? Đứng từ 1-2 giờ sáng rồi à? Đứng từ đây từ 1-2 giờ sáng. Từ mất hết giấy tờ, không còn gì trong túi cả. Mất hết. Chắc đi bọn nào đấy à? Chắc thế thôi. Đứng đây từ 1-2 giờ sáng, tê dền. Sáng còn ôm cửa điện cơ. Cứ cầu nguyện à? Chịu. Đang đợi chối trời xuống đón. Tôi chết rồi. Tổ hỏa nhập ma nặng quá. Đứng đây từ 1-2 giờ sáng mà người vườn tới đây từ hôm qua. Ra đi về làm đi. Đấy. Mấy cái xe này để họ vào trong ngõ để đi lại đấy. Muốn xem muốn nắm ba, muốn nắm bao nhiêu tập, muốn kinh nghiệm đến coi xe nào phải chiếc xe nào cũng lại đây. Xe qua đây nhở? Không biết em ơi, tôi thấy đứng đây, đứng đây, đứng đây, tôi bảo tôi sáng rồi.
Treo mặc áo mưa rồi ra không không nghe. Có phải áo đá rồi. Đứng suốt từ 3 giờ sáng đấy, nói đấy, đứng từ 2 giờ sáng đấy. Nào, xe máy này. Nào, cái gì cả chậm này, đây là cái ngó người ta đi lại này. Đỗ lên kia, kia là một quay ấy. Xong vẫn cho quay. Hôm nay từ chúng ta hoàn thành được chúng con cầu nguyện. Có làm được không Chúa? Ngày mai
xấu này làm luôn. Dù là tội lỗi như thế nào, nếu mà đến đây gặp Chúa, Chúa sẽ tha hết khi mà họ ăn năn sám hối, đúng không Chúa? Chúa ơi, Chúa, bác sĩ tàu xin Chúa. Con cầu xin Chúa, tại vì em cầm về với con trong những ngày sau mà báo mộng cho con biết là cứu độ cho linh cho gia đình em Tùng, nhưng mà bây giờ gia đình em Tùng lại không tin vào Ngài. Ngài hãy đổ hồng ân cho gia đình em Tùng biết tin vào Ngài đi, để con dẫn anh em đến đây. Thứ nhất là xin lỗi Chúa ngày Maria, thứ hai là con dẫn em vào đạo, bây giờ em cũng tin. Xin Chúa hãy dìu dắt để cho con biết con làm bằng cách nào. Xin Chúa hãy giúp con lớn. Cầu nguyện. Đúng như lời em cần, em cần nói rồi. Chúng con biết, chúng từ đây tới ngày 13 chúng con nên làm những gì? Con cảm ơn Chúa đã có ban trong điểm này mà đã cho em Tùng kết đi vào cuộc sinh với Chúa. Con xin Chúa hãy giúp lấy cái mặt con để hoàn thành nhiệm vụ này. Con xin Chúa hãy ban ơn cho con thần chú của Ngài để Ngài dẫn cho con đến với gia đình nhà em Tùng để con biết trả lời như thế nào. Con họ vững lòng tin vào Ngài. Hiện thời họ đang lên xe buýt, họ chửi Ngài. Nhưng con đã chấn an nhưng mà họ vẫn không tin. Chúa lo, Chúa lo, đừng có lo nữa. Chỉ có cầu nguyện thôi, nó chỉ cần cầu nguyện thôi, mình đừng có kệ nó. Chúa lo hết cho mình. Tạ ơn Chúa, cho ta con biết thông tin này. Điện thần thật thám cho con, thần sẽ cứu sống được các con. Là chỉ cần mấy anh chị em cầu nguyện, là mấy anh chị em hãy tin là thiên thần được Chúa sai là luôn luôn sát cánh bên anh chị em. Chúa ơi, cho con hỏi cuối câu cuối cùng. Một con người nó có một thiên thần đẹp hơn.